Thiếu rút chết nghe em thiếu canxi chết trong mình chưa chi thấy mình già rồi nhỉ. Tí mua vị ăn thêm để uống nữa. Thì các bạn tìm shop mấy đi. Là như nào anh tư chiều tối check sau lúc nào rồi xem ra thì báo lại em sau, cứ hoàn trả lại hàng cho kho ra của hoạt động nhé.
ba bốn năm ba hỏi chấm cũng có được rồi vai bạn thôi. Tuyệt vời. Đây này, anh có này, bánh này. Anh cũng không biết là bánh gì, thôi bánh này mềm này. Anh gì đấy nhá. Tự xử nhá. Anh mời từ sáng không ai thèm ăn. Còn bánh mì này, nhưng mà hết sữa đậu rồi. Anh đang đẩy dự trù tí cho đây là ai ăn thì có thể chuyển. Nhiều lắm. Không, cái này là nó lốc chung à? Anh vào trong đấy đi hát dưới kia ấy, nhưng mà có điều ấy. Cái bánh ăn cái này đi, cái bánh này nhìn nó có tổ chất hơn. Tổ chất hơn. Lại eo ơi, lại cái bé thôi, lại cái to thế. Nhiều lắm, bọn tao ăn chung. Tất nhiên phải ăn chung vừa phải thôi. Ai đã ăn bánh mì rồi? Bánh mì vẫn còn 2 phần 3 luôn đấy. Không dám thì thôi. Trời ơi, chết rồi, cái thằng selfie này khéo không có. Ê, tao đặt hàng toàn cái nào không có. Cứu rồi. Đen thôi, bỏ quên đi. Thật cứ toàn hàng không có, bỏ đen thôi. Kiến lượng như thế nào này không có gì. Cứ
cứ lấy đi, ổn, không phải đây này, còn đầy đây này, ổn. Không nhìn. Anh chịu để ăn trưa luôn đấy. Cái này mềm này cho bà bầu này. Cái này mềm hơn này. Hơn nghiện đúng không? Eo ơi, anh chịu mang cho hết bàn bên kia. Thôi nhá, cổ thủy gốc nhá. Cổ thủy hết nhá. Đây. Người ta gọi là đầu tiên không phải cuối cùng nhưng chắc chắn cuối cùng của em. Ý là tí ra ngõ cho khách tao lại là cái gì ăn bây giờ. Yên nào. Chủy ơi. Tí ra tao ngõ cho khách thì... Tốt nhất là em đừng kia anh. Yeah. Một khi mà em đã tiện anh rồi thì em sẽ không dừng lại được đâu. Khó. Nào, thôi. Phải quên mẹ Văn rồi. Không riêng gì thuốc xỉ mà thế này. Em cạnh tranh với tất cả các bên khác. Cái gì lại thủy gì vậy? À, bạn Trang muốn nhờ gì tôi? Cái gì là tiền bạc mới nói mới được. Tôi chưa gặp bạn đưa tiền lần nào nhá, bạn điêu vừa thôi. Chả điêu. Gì vậy Trang?
Vaseline đấy, 8.000 lọ thôi. Làm hũ về bôi từ đầu đến chân. Có người làm ngoại à? Số điện thoại này. Như nào nó có đây cho anh đó. Không cho anh có thể là để anh để sai có mail không? Anh có là cần đúng không? Ừ. Thì em. Mà em... nó số cho em không? Ừ. Hôm nay không vào được. Em nọ đổi mật khẩu. Em đổi mật khẩu. Em đổi mật khẩu.
Em ngó qua đây các bạn. Sang đây. Chết rồi. Tự nhiên ta lại phải loát lại mật khẩu, nói mình để là cái gì. Đổi đi nha, anh em đổi đi nha. Hôm nọ em ngựa, em đổi mật khẩu xong rồi. Đây đúng không? Hôm nọ reset một lần là cái hôm chị vào đấy là em đã bị mất 2 tiếng đồng hồ để nhớ mật khẩu rồi đấy. Pin Zalo cho anh. Linh, pin Zalo cho anh.